Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị đang xem bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 4 tháng 7 năm 2020 sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm và làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Chư tăng hành giả an cư trong toàn tỉnh Đắk Lắk làm lễ Bố Tát tụng giới định kỳ. Liên Hợp Quốc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật đản theo hình thức trực tuyến. Hôm qua ngày 3 tháng 7, Đoàn Trung ương Giáo hội do Hòa Thượng Thích Khế Trơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhằm trao đổi và tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng trong thời gian vừa qua. Tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Đoàn Trung ương Giáo hội, đánh giá cao các hoạt động Phật sự, thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni Phật tử Quảng Trị trong nhiều nhiệm kỳ, đặc biệt là các kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đặc biệt, Thượng tọa tán thán tinh thần chung sức chung lòng của tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhằm chăm lo Phật sự tại địa phương, tạo nên những thành tựu về công tác tổ chức giáo hội, phát triển tăng ni, tự viện, giáo dục, đào tạo và hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, trong đó có vai trò của người đứng đầu là Hòa Thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Với những vướng mắc liên quan đến quản lý tự viện, bổ nhiệm trụ trì các cơ sở tại địa phương, Trung ương Giáo hội chia sẻ quan điểm việc giải quyết cần theo đúng hiến chương giáo hội, nội quy ban tăng sự Trung ương. Trung ương Giáo hội sẽ giúp đỡ thúc đẩy các hoạt động của trường Trung cấp Phật học Quảng Trị. Dịp này, Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng đặc biệt lưu ý việc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cần kết nối chư tăng ni xuất thân từ tỉnh nhà hiện đang hành đạo các nơi để phát huy sự đóng góp về trí tuệ và vật chất, tạo nên những phát triển Phật giáo tỉnh, tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp và ổn định trong nội bộ, góp phần trưởng dưỡng, đạo tâm, làm trang nghiêm ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sáng nay ngày 4 tháng 7 tại Việt Nam Quốc tự thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức thuộc Ban chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và 24 quận huyện cùng thường trực các ban ngành trực thuộc đã họp mở rộng đánh giá lại các công tác Phật sự thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức khóa an cư cho chư tăng trong toàn thành phố. Theo báo cáo từ Ban Thư ký, thành phố Hồ Chí Minh có 45 điểm an cư kết hạ tập trung, tổng số hành giả an cư có 4.044 tăng ni. Vừa qua, sau phái đoàn chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đến thăm, cúng dường và sách tấn tinh thần tu học của các hành giả và nhận thấy các hạ trường tổ chức quy củ đúng theo hướng dẫn của giáo hội về công tác an cư. Chương trình tu học kết hợp hài hòa giữa việc phát triển đời sống tâm linh, tăng trưởng đạo nghiệp, vừa giúp cho chư tăng ni trẻ phát huy sở trường để sau này tiếp nối thế hệ đi trước. Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai một số công tác trọng tâm sắp tới như sơ kết công tác Phật sự, cử nhân sự tham gia khóa bồi dưỡng, thư ký văn phòng do Trung ương Giáo hội tổ chức, chuẩn bị cho Đại giới đàn Huệ Hưng. Đúc kết phiên họp, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tán thán những thành tựu nổi bật của Phật giáo thành phố trong thời gian qua, đồng thời lưu ý chư tôn đức cẩn trọng về các hoạt động truyền thông, sử dụng mạng xã hội, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp để phát triển Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Trước đó, chư tôn đức đã vân tập tại tổ đường, đảnh lễ chư vị tổ sư, niêm hương bạch Phật tại Đại Hùng Bảo Điện Việt Nam Quốc tự để Bố Tát theo nghi thức thiền môn. Cùng thời gian này tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan, thành phố Buôn Ma Thuột, trụ sở của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, chư tăng hành giả an cư trong toàn tỉnh đã làm lễ Bố Tát tụng giới định kỳ. Đây là sinh hoạt tăng đoàn được thực hiện vào ngày 14 và 30 âm lịch hàng tháng. Bố Tát tụng giới là sinh hoạt mang tính đặc thù của hàng xuất gia đệ tử Phật. Đây là dịp nhắc lại giới bổn mà Đức Phật dành cho vị tỳ kheo, cùng nhau khuyên tấn trong việc tu học, giữ sự thanh tịnh của tăng đoàn. Theo đó, vào mỗi nửa tháng, chư vị tỳ kheo
cùng lắng nghe dưới bổn Ba La Đề Mộc Xoa để phản tỉnh, xem xét trong nửa tháng vừa qua bản thân có tuân thủ đúng hay không. Nếu có phạm thì phải sám hối ngay trước đại chúng. Chữ Bồ Tát nó có nghĩa là trưởng tịnh, đó là làm tăng trưởng sự thanh tịnh và cái sự hoan hỷ trong cái tu học của mình. Thì mỗi quý thầy sau khi trải qua một cái ngày Bồ Tát thuyết giới như vậy thì cái sự thanh tịnh và cái sự hoan hỷ trong lòng của mình nó tăng trưởng, và trở về thì sẽ tinh tấn hơn, sẽ siêng năng hơn và hành trì được thuận lợi hơn. Y như luật, khi chư tăng Bồ Tát phải thực hành đúng phép quyền chủ theo giới lạp, người thọ giới trước thì ngồi trước, người thọ giới sau thì ngồi sau. Dịp này, quý nam nữ Phật tử tại gia của tỉnh Đắk Lắk cũng đến chùa cung thỉnh chư tăng tục thậm thiện Bồ Tát giới nhằm nuôi lớn các thiện pháp, tinh tấn trên con đường đạo. Tại chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay ngày 4 tháng 7, đông đảo Phật tử người dân đã đến hiến máu nhân đạo do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Sau một buổi sáng tổ chức, chương trình thu hút được 409 lượt đăng ký, trong đó có 258 lượt hiến máu thành công. Tại đây, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Giác Ngộ đã có bài pháp thoại về bố thí nội tại, đặc biệt là hiến máu và tán dương công đức của những người phát nguyện thực hành. Thượng tọa đã thăm hỏi và khuyến khích mọi người nên cho đi những giọt máu để cứu sống người cần đến. Dịp này, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và Câu lạc bộ Thư pháp Chùa Giác Ngộ đã tặng các đầu sách và thư pháp Phật giáo đến những người tham gia hiến máu. Cũng trong sáng nay ngày 4 tháng 7, tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, khóa tu Sống Không Hối Tiếc kỳ 9 đã khai mạc, thu hút 1.200 thanh niên đến từ các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện, khu vực miền Bắc về tham dự. Khóa tu diễn ra trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 7. Các khóa sinh sẽ được lắng nghe pháp thoại, vấn đáp Phật Pháp từ Thượng tọa Thích Tỉnh Thuần, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương. Huyện cũng muốn là tổ chức để cho các em có cơ hội để học và hiểu Phật Pháp, đem ứng dụng vào đời sống để giúp cho em có một cái nền tảng. Thứ nhất là lành thiện, thứ hai là chuyển hóa được những cái khó khăn trong cuộc sống, và thứ ba là sẽ đem lại lợi ích cho mình và cho gia đình và cộng đồng xã hội. Ngoài ra, các khóa sinh còn được dịp gặp gỡ, học hỏi những điều tốt của nhau, tham dự tọa đàm, giao lưu với diễn giả Kim Sơn, Chủ tịch Khối trường Liên cấp Tuệ Đức. Theo tâm nguyện của ban tổ chức, khóa tu là cơ hội để người trẻ trở về bên nhau, được gắn kết, cùng vui chơi và lắng tâm qua thời khóa tu học. Cảm giác khi tham gia khóa tu lần này là một nơi mà để mình có thể về sau những một tuần mà làm việc đầy mệt nhọc, cho mình học hỏi được kiến thức Phật Pháp và tu giữ được cái tâm từ bi của mình. Ở đây thì chúng em được tham gia các hoạt động như là được nghe những bài giảng pháp của các quý thầy, quý cô, và tham gia các hoạt động tập thể như là múa hát, những bài văn nghệ, thiền ca. Và đặc biệt là bọn em có được chia theo gia đình, thì sinh hoạt theo gia đình thì bọn em sẽ được học các cái phương pháp về làm việc nhóm và học về những cái bài học về sâu sắc hơn. Với mục đích gieo những hạt giống Phật cho 7 giới trẻ để tăng trưởng từ bi và trí tuệ, làm hành trang bước vào đời, khóa tu Sống Không Hối Tiếc năm nay đã nhận được sự hưởng ứng tích cực và sự hào hức tham gia của các bạn sinh viên khắp các tỉnh miền Bắc. Xin chuyển sang một số tin tức Phật giáo quốc tế. Liên Hợp Quốc ngày 2 tháng 7 vừa qua đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật đản theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao của Sri Lanka. Tại đây, đại diện Việt Nam khẳng định lễ kỷ niệm Ngày Phật đản cũng là dịp để tất cả mọi người cùng chiêm nghiệm về lời dạy của Đức Phật, cùng nỗ lực và phấn đấu vì một thế giới hòa bình và hài hòa. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định giá trị vượt thời gian từ các thông điệp của Đức Phật về sự đoàn kết và phụng sự, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đứng trước thách thức của dịch bệnh COVID-19. Tổng thư ký nhấn mạnh, chỉ có thông qua hợp tác quốc tế, các nước mới có thể ứng phó với tác động của dịch bệnh, và chỉ có tăng cường sự đoàn kết, các nước mới vượt qua được khó khăn, phục hồi và xây dựng một thế giới bền vững, tự cường và công bằng hơn cho tất cả mọi người. Và đó cũng chính là tinh thần của Đạo Phật và sức sống của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Đại hội đồng khóa 74, ông Tijani Muhammad Pandey
đề cao các giá trị lòng nhân ái, tình thương và sự cảm thông, kêu gọi các nước thực hành lời dạy của Đức Phật, rằng hãy cho đi dù bạn chỉ có một chút, nhất là đối với nhiều người đang phải sống trong cảnh khốn khó do tác động của đại dịch. Tham dự lễ kỷ niệm, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tái khẳng định giá trị và sức sống của giáo lý Phật giáo trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với xung đột, biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Đại sứ nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm chung vì một thế giới không còn khổ đau, đề cao lòng nhân ái nhằm chấm dứt và ngăn chặn bạo lực, căng thẳng, thúc đẩy hợp tác và thu hẹp khoảng cách khác biệt, cũng như cùng chung tay hành động vì lợi ích chung của nhân loại. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Nhật Bản, Phật tử nơi đây không thể lên chùa tu tập hàng ngày. Trước thực tế đó, để ứng phó và tạo sự điều chỉnh, rất nhiều các tự viện Phật giáo của đất nước mặt trời mọc đã thực hiện những video clip hướng dẫn thiền trực tuyến bởi Chư Tăng xuất gia. Chùa Taizon là cơ sở tự viện Phật giáo lớn nhất theo thiền phái Thiền Tông tại thành phố Kyoto của Nhật Bản. Trong suốt nhiều tháng qua, Chư Tăng tại chùa này đã thực hiện những buổi tu thiền trực tuyến dành cho các Phật tử không thể đến thực tập tại chùa. Đặc biệt trước mỗi buổi tu tập, nhà chùa đều gửi bánh ngọt và trà cho hành giả nhằm giúp họ có thể sử dụng năm giác quan khi thực hành. Còn tại ngôi chùa Tokozenji tại tỉnh Kanagawa, Chư Tăng nơi đây bắt đầu hướng dẫn thiền trực tuyến từ tháng 7. Điều đặc biệt trong mỗi khóa tu thiền của chùa là hành giả thực tập luôn nhận được lời khuyên về tư thế thiền từ sư trụ trì. Và có một điểm đặc biệt hơn cả là các buổi học thiền đều được giảng bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh. Trong phần tiếp theo của bản tin, rất nhiều bệnh viện đang xây dựng mô hình lớp học hạnh phúc. Đây là thành quả của việc đẩy mạnh công tác xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, phục vụ cho người bệnh, cải thiện hình ảnh của ngành y tế. Đến thăm làng nghề Vũ Lăng để thấy được những nét chạm trổ tinh xảo trên những hoành phi câu đối. Nếu được chia sẻ về một điều ước, chắc hẳn nhiều người sẽ lập tức vẽ ra trong đầu muôn vàn mộng tưởng. Thế nhưng cô bé Bống trong câu chuyện sau đây lại có một ước mơ vô cùng giản dị, đó là được đến lớp. Vâng, được đi học, được đến lớp, một điều tưởng chừng đơn giản là lẽ dĩ nhiên lại trở nên vô cùng xa vời với một cô bé lên 6. Nhỏ bắt đầu đi học ấy, thì con đã có mỗi một lúc là đến khi được vẽ là con rất sức thích. Vẽ theo một cái sở thích riêng của con. Đấy. Bố mẹ cũng hầu như cũng không có cái khả năng vẽ hay gì cả. Nhưng mà con thì lại có niềm đam mê vẽ. Muốn là mai sau con sẽ đi theo cái con đường nghệ thuật, ví dụ như hội họa hoặc là thiết kế gì đấy. À, trước Tết vào gần Tết âm lịch thì là tôi có phát hiện ra là con bị lác một bên mắt. Mắt thì mẹ cũng đi khám mắt cho con. Thời gian đầu là khám mắt và chữa mắt, chứ không biết là con của mình có liên quan đến vấn đề về trong não và thần kinh như nào đấy. Cho đi kiểm tra ở viện mắt và sang khoa ngoại thì nó phát hiện ra là con bị u ở não. Mỗi lần mà đưa bé vào viện là bé hay khóc. Bé biết là bé hay khóc và nói với mẹ là con không muốn vào viện đâu. Nó nói như thế. Con chỉ nghĩ là bị vào viện là đau thôi, con sợ thôi. Chứ con không, con nhiều lúc con chưa biết là mình bị như thế nào. Có một lần là con nói là mẹ ơi con không muốn tóc như này đâu, sao tóc con lại thế? Tôi có nói là tại vì là con đang chữa bệnh nên là tóc nó chỉ tạm thời nó không còn trong một thời gian thôi, sau nó lại mọc lên. Thì mẹ có nói là thế thì mẹ mua tóc giả cho con nhé. Thì con nói là con không muốn. Nhìn các bạn được đi học thì cái thời gian đấy con mình lại cứ ở trong viện suốt, thì thực ra mình cũng rất là buồn rất là nhiều. Tuy nhiên là vì bị bệnh cho nên là mẹ cũng đành phải nén cái nỗi buồn nỗi ngại để dỗ dành con,
nói là con vào viện để chữa cho nhanh khỏi thì con sẽ được đi học sớm. Ước mơ của bé Bống đã không còn là câu chuyện xa vời khi bệnh viện ca Tân Triều mở lớp học dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Hạnh phúc là tên của lớp học và mục đích là để truyền cho các em sức mạnh nhằm chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Mỗi lần mà có lớp học mở ra ấy, bảo các cô đến là con đi ngay. Đấy, rất mong mỏi được đến lớp. Thế cho nên mẹ nói là hôm nay đến buổi học vẽ là con có khi con đang làm một cái gì đấy, con đang chơi một gì đấy con bỏ để con đi ra lớp học. Lớp học hạnh phúc đã xóa đi lo lắng và cả nỗi đau đớn. Ở đây không có âm thanh của máy móc điều trị, không có mùi hóa chất, chỉ có những giờ học nhẹ nhàng, bay bổng với tiếng hát, tiếng cười, tiếng vỗ tay cùng những bức tranh đẹp đẽ ngộ nghĩnh vui tươi. Ví dụ như bé 4 tuổi, quê ở Hà Tĩnh. Thế thì buổi học hôm trước thì thấy con là cắm cái ống truyền ở tay, các bác sĩ quấn rất là nhiều băng dính vải và tay con đau, con khi con hát cùng với các cô con vỗ tay thì cô giáo phải cầm tay lên để đỡ. Thế nhưng mà hôm sau buổi học thứ hai tôi đến thì là tôi thấy ống truyền đã được chuyển chân. Mẹ giải thích là hôm nay trong giờ truyền ấy, thì con bảo với bác sĩ là bác sĩ ơi, bác sĩ cắm ống truyền xuống chân cho con để tay con còn đi học. Lớp học không chỉ tô bồi ước mơ của các em nhỏ mà còn là giọt nước mắt hy vọng của bậc cha mẹ khi chứng kiến con mình được hồn nhiên vui chơi, học tập như những đứa trẻ bình thường. Nhưng với các cô giáo tình nguyện, lớp học hạnh phúc quá nửa là cảm giác đau thương. Khi tôi bước chân đến đây buổi đầu tiên, tôi thấy có một cháu không biết đã ngồi chờ cô sẵn từ bao giờ ở trong phòng rồi. Và khi tôi đến là hỏi bạn thì bạn ấy vui lắm, con rất là vui. Nhưng mà rất tiếc là tôi mới tiếp xúc được với con một buổi đầu. Đến hôm nay đến thì lại không thể gặp được con, cũng rất là mong được gặp bạn ấy lần tiếp theo. Thì hỏi thăm thì con đã được bệnh viện cho về quê. Đấy là một điều là làm cho tôi xúc động và tôi cũng rất là nuối tiếc, bởi vì mới cái buổi đầu tiên mình chưa chia sẻ với con được nhiều mà đến buổi hôm sau đã không được gặp con nữa. Mặc dù chặng đường phía trước bé Bống còn nhiều gian nan, nhưng những cô tấm trong câu chuyện cổ tích đã bước ra ngoài đời để biến ước mơ của em thành hiện thực. Lớp học hạnh phúc như những tia nắng nhỏ, tỏa sáng tâm hồn, sưởi ấm trái tim em. Hiện có rất nhiều bệnh viện xây dựng mô hình lớp học như của Bệnh viện ca Tân Triều. Đó là thành quả của việc đẩy mạnh công tác xã hội tại bệnh viện, theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt từ năm 2010. Kính mời quý vị tìm hiểu thêm về mô hình này trong phần trao đổi ngắn với đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương, một trong những đơn vị hoạt động công tác xã hội rất hiệu quả. Xin chào bà Thu ạ, cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa bà Thu, bà đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của công tác xã hội tại bệnh viện nói chung và tại Bệnh viện Nhi nói riêng? Công tác xã hội tại bệnh viện là một cái rất là nhân văn. Chúng tôi là những người làm cầu nối từ cộng đồng đến với bệnh nhân và từ bệnh nhân ra cộng đồng, từ người bác sĩ với bệnh nhân và từ bệnh nhân tới những người đội ngũ y bác sĩ. Có rất nhiều trường hợp bệnh nhân khó khăn, bác sĩ chắc chắn là điều trị được, nhưng họ không có kinh phí, họ khủng hoảng về tinh thần. Và nếu không có nhân viên công tác xã hội thì không hỗ trợ được cho họ trong những cái giai đoạn như thì họ không thể nào mà tiếp tục những lộ trình để họ cùng bác sĩ để điều trị, để hòa nhập với cuộc sống được. Thưa bà, thì cũng giống như Thủ tướng đã phê duyệt đề án là thúc đẩy phát triển công tác xã hội giai đoạn 2010 và 2020. Vậy cho đến thời điểm này, bà nhận xét và đánh giá như thế nào về công tác xã hội tại bệnh viện mình? Và bà thấy rằng là trong công tác xã hội thì còn có những cái khó khăn cũng như thuận lợi như thế nào ạ? Hiện nay thì đề án của Thủ tướng Chính phủ, rất nhiều các bệnh viện đã triển khai cái hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện. Nhưng thật sự để mà đạt hiệu quả cao thì tôi nghĩ là còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vì rất nhiều bệnh viện đang thành lập và đang trên con đường bắt đầu chập chững đi vào các hoạt động. Thuận lợi thì chúng tôi có được một cái là cộng đồng rất là quan tâm với bệnh viện Nhi. Cái thứ hai nữa là chúng tôi có một đội ngũ nhân viên công tác xã hội phải nói là tâm huyết. Đâm ra là mọi sự thành công nó cũng sẽ dẫn dễ dàng để đạt tới. Chúng tôi cũng còn nhiều khó khăn lắm. 12 năm vừa rồi thì thực sự là
xã hội và cộng đồng đến bây giờ cũng chưa hiểu hết công tác xã hội của bệnh viện là làm những việc gì. Các chị vẫn có thể nghĩ rằng là công tác xã hội của bệnh viện chỉ là đến làm từ thiện. Công tác xã hội có rất nhiều vấn đề, bệnh nhân đến viện mà không có bảo hiểm. Thì nhân viên công tác xã hội giải quyết cái vấn đề đấy, giúp đỡ bệnh nhân như thế nào? Bệnh nhân nặng, không thể nào điều trị được nữa, họ về, tâm lý của gia đình người bệnh, tâm lý của bố mẹ bệnh nhân, họ nghĩ đến cùng quẫn rồi. Thì ai là người giải quyết cái khâu tâm lý đấy cho người bệnh? Chính là nhân viên công tác xã hội. Với những cái khó khăn như thế thì theo bà là chúng ta có thể làm gì để giải quyết những cái khó khăn đấy, và để thời gian tới chúng ta có thể mở rộng các cái mô hình công tác xã hội tại các bệnh viện khác? Tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản là tất cả xã hội đều xác định làm hoạt động công tác xã hội, chứ không phải riêng nhân viên của bệnh viện hoặc nhân viên của trường học mới làm công tác xã hội. Các bác bảo vệ ở cổng bệnh viện, các bác quét rác của bệnh viện cũng làm công tác xã hội. Khi mà một nhóm họ muốn đến bệnh viện mà họ muốn tìm một cái phòng công tác xã hội để họ phối hợp làm việc. Nhưng nếu mà cái bác lao công hoặc là bác bảo vệ mà nhiệt tình thì các bác ấy sẽ dẫn tận vào phòng công tác xã hội và nói với phòng công tác xã hội là các bác đây đang muốn làm việc với phòng các anh chị. Thì cái thời gian của nhà hảo tâm đấy họ đến làm việc họ được rút ngắn đi. Thì đấy tôi nghĩ cũng là một hoạt động công tác xã hội. Mỗi người sẽ đóng góp một vai trò của mình thì công tác xã hội của đất nước mình, của bệnh viện, của các ngành nghề sẽ rất là phát triển và sẽ mạnh để giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Như vậy có thể thấy rằng là cái công tác xã hội tuy rằng bây giờ còn gặp khó khăn nhưng mà cái khó khăn đấy sẽ được giải quyết trong cái thời gian sớm khi có sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Dạ vâng, cảm ơn bà. Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu các đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Huế sớm khai thác di tích Hồ Quyền, Voi Ré trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, độc đáo với du khách trong nước và quốc tế. Khu di tích Hồ Quyền, Voi Ré, tọa lạc trên vùng đồi Long Thọ, phường Thủy Biều, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1993. Đây được xem là công trình độc nhất vô nhị bởi cả châu Á, còn trường đấu hổ duy nhất ở Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất việc thực hiện dự án chỉnh trang đến khoanh vùng bảo vệ di tích, ưu tiên giải tỏa nhà dân nằm tiếp giáp vị trí Hồ Quyền và chỉnh trang khu vực trước Festival Huế diễn ra vào cuối tháng 8. Bên cạnh đó, có phương án nghiên cứu tái tạo hình ảnh đấu trường bằng giải pháp công nghệ để phục vụ du khách. Thời gian qua, Hồ Quyền đã được trùng tu và phục hồi với nhiều hạng mục. Việc khai thác có hiệu quả di tích này sẽ phát huy được các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh, thể hiện sự quan tâm đối với di sản, làm hồi sinh một di tích có ý nghĩa rất lớn về văn hóa, kiến trúc và lịch sử, góp phần làm phong phú thêm cho quần thể di tích cố đô Huế. Bên cạnh các tượng Phật, gác chuông, kiến trúc thì hoành phi câu đối ở các chùa cũng là một nét đẹp văn hóa không thể thiếu. Chúng góp phần tuyên dương giáo lý đạo Phật và lưu giữ một phần lịch sử của các tự viện Phật giáo. Đặc biệt từ đầu thế kỷ 20, khi việc trùng tu các chùa, từ đường, đền miếu phát triển, thì việc đề đối, lập hoành thờ cũng trở nên phổ biến. Thế kỷ 20 cũng là giai đoạn làng nghề làm hoành phi câu đối bắt đầu phát triển. Trong đó không thể không nhắc đến làng nghề Vũ Lăng. Theo sử sách cũ chép lại, thì nghề tạc tượng ở Hà Tây cũ có từ thời Lê Sơ, và Vũ Lăng là một trong những làng nghề có tiếng của miền Bắc từ rất sớm. Những bức hoành phi câu đối Vũ Lăng có mặt ở khắp các đình chùa ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình. Ông Quý là một người thợ, đến nay đã có gần 60 năm làm tượng gỗ và hoành phi câu đối. Sản phẩm của ông cũng đã có mặt ở nhiều đền chùa lớn như Bái Đính, Ninh Bình. Với ông, bên cạnh việc đạt được tính thẩm mỹ cao, thì chọn chất liệu gỗ sao cho thiên niên vạn đại là điều tối quan trọng. Để làm ra được bức hoành phi câu đối thì về cái phần vật liệu ấy, là phải lựa chọn về cái phần gỗ là phải chuẩn, phần lõi không có giáp, gốc tích của các cụ từ xưa đã thường thường lựa chọn là cái gỗ mít này, gỗ giỏi này, gỗ bằng tâm. Cái gỗ ấy nó sẽ chịu được muối mọt đấy, còn thì nó khô được là cái thời gian đảm bảo của nó sẽ nói cho đúng là sao vĩnh cửu được. Để ra được một bộ hoành phi câu đối thì sau khi chọn gỗ, người thợ sẽ tiến hành vẽ, đục, chạm khắc, đánh sơn hom, sơn lót trước khi sơn thiếc. Mỗi công đoạn đều có vai trò quan trọng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng để mỗi tác phẩm đều có sự sinh động,
mỗi hoa văn đều có hồn cốt, thì theo anh Quỳnh, công đoạn vẽ và chạm khắc là quan trọng nhất. Đây cũng là lúc người thợ cần tĩnh tâm, loại bỏ ưu phiền, một lòng tập trung vào từng vân gỗ. Ngày xưa thì các cụ cũng dạy mình làm một bộ hoành phi câu đối, mình sơn tạc và vẽ hoa văn, mình phải tĩnh tâm, thả hồn vào, mình tưởng tượng như một cái cây giống như thật. Để mình làm thì mình tạc lên một cái cành, cái nhánh, cái hoa nó cũng phải sinh động. Đấy, một con chim cũng thế, nó bay trên không trung hoặc là nó đậu vào một cái cành, mình làm sao mình phải mô tả được nó giống như một cái không gian bên ngoài. Hoành phi câu đối đạt chuẩn là mỗi chữ phải có tỷ lệ sao cho chiều cao chữ bằng 2/3 chiều ngang nền trên câu đối. Màu nền dù là then, son hay gấm thì cũng phải làm nổi bật được văn tự. Hoa văn chạm khắc thì phải sắc nét, sinh động. Với những tiêu chuẩn trên thì mỗi một hoành phi câu đối được làm ra dưới bàn tay của người thợ Vũ Lăng đều là một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng ý nghĩa đạo lý, giá trị truyền thống và văn hóa đạo đức tốt đẹp. Những hình ảnh về hoành phi câu đối của làng nghề Vũ Lăng vừa rồi đã kết thúc bản tin An Viên 24 giờ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.